Công ty nội thất kiến trúc Gen House xin được trân trọng kính chào quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay, công ty Gen House sẽ đưa các bạn cùng đi tham quan một cái mẫu nhà hộp 2 tầng mái Thái với diện tích chiều mặt tiền là 9m và chiều sâu là 10m. Mời các bạn cùng vào tham quan mẫu nhà này. Mọi nhu cầu về tư vấn, thiết kế, bản vẽ, các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Mẫu nhà này do công ty Gen House chúng tôi thiết kế và thi công. Mời các bạn cùng bắt đầu đi tham quan. Xin mời các bạn. Các bạn quan sát tổng cảnh phía ngoài. Ngôi nhà thì được lập ngói đỏ. Tổng diện tích chiều mặt tiền là 9m và chiều sâu là 10m. Ngôi nhà 2 tầng mái Thái và có những cái mái Thái nó được đan lớp và chồng lên nhau. Được thiết kế rất là đẹp và hài hòa. Đấy, những cái mẫu nhà do chính công ty Gen House thiết kế và thi công đây. Mời các bạn cùng vào tham quan. Đấy, các bạn quan sát những cái màu sơn này được phối cũng rất là hài hòa giữa cái màu ngói đỏ đặc trưng của nhà Việt Nam và cái màu sơn của tường là màu chủ đạo là màu phớt hồng nhẹ. Nó tạo cái độ nổi bật cho ngôi nhà nhưng mà không quá là bị nặng về màu. Đấy, các bạn quan sát. Và đây các bạn là quan sát từ cái góc này thì chúng ta có thể quan sát được toàn bộ cái mặt tiền của ngôi nhà đây. Và ngôi nhà hình hộp và cái mái thì là mái Thái và được dán ngói đỏ rất là đẹp. Đây các bạn quan sát đây. Đây là cái phần phía ngoài bên hông của ngôi nhà và phần đường đi. Đó, ngôi nhà có cái mặt tiền và tầm view rất là đẹp. Vùng quanh những cái phần via này thì được đổ bằng bê tông. Còn lại là phía bên trong thì là làm hộp kẽm lập ngói để các bạn biết được cái kết cấu của ngôi nhà. Đây là phần cổng vào ở phía trước đây. Đó, cổng này được thiết kế rộng để cho ô tô có thể vào thoải mái. Rồi, mời các bạn cùng vào tham quan cái mặt tiền ở phía đằng trước sân. Đây các bạn quan sát cái phần cái sảnh chính ở phía trước này. Đấy, cái sảnh chính ở phía trước này thì có hai cái phần hiên được đan chồng lên nhau. Đấy, tạo cái độ bề thế cho ngôi nhà. Và nó là cái điểm nhấn của phần hiên đằng trước này. Vừa tạo không gian và nó vừa che chắn cho cái bộ cửa phía trước, tránh được mưa nắng. Và cái nhà mà được thiết kế thêm cái hiên nữa thì nó rất là đẹp. Cho nên là chúng tôi bố trí thiết kế cho gia chủ cái phần hiên này rất là hài hòa luôn. Đó, và cái hiên nó nối từ cái hiên trên xuống, nó tạo cái độ liền lạc và chi tiết, có sự kết nối của ngôi nhà. Đây các bạn quan sát là ba bậc tam cấp đi lên đây. Và cái phần hiên này tính từ mép cửa mà ra đến hết mép cột này thì nó là vào 1,5m. Được thiết kế là 1,5m. Còn cái phần mái hiên này thì được chìa ra là 2,7m. Đó, rất là rộng để nó che chắn cho cái phần ở phía dưới. Và hai cái hiên chéo chồng lên nhau, rất là hài hòa. Và bên này là cái phần cái hiên chơi ở cái phòng ngủ ở phía mặt tiền. Đấy. Và cái phòng ngủ phía trước này thì cũng có cửa vào và cũng có bậc tam cấp đi lên như là ở phía bên hiên chính ở phía trước này. Và ở phía đầu tiên này thì trước cửa chính đây là một phòng khách và một phòng ngủ. Và đằng sau phòng khách này là khu vực của phòng ăn. Và bên cạnh đấy là một phòng ngủ nữa. Đó, các bạn quan sát. Phía dưới này thì gia chủ thiết kế được hai phòng ngủ. Một không gian rất là tối ưu. Mời các bạn cùng tiếp tục vào tham quan. Đây là cái cổng phía trước đây. Cổng của ngôi nhà đây. Đó, rất là hài hòa luôn. Ngôi nhà thì được phía chân này thì chúng tôi thiết kế điểm thêm một chút những cái đá hoa mang cái vân gạch. Đấy, để tạo cái điểm nhấn cũng như là nó tránh được cái việc là mưa nắng và ẩm ướt thì nó sẽ bị bong chốc sơn. Nhưng mà khi mình ốp gạch men như này thì là rất là yên tâm. Đấy, không có lo. Đây các bạn quan sát cái bộ cửa chính ở phía trước đây.
Bộ cửa chính này thì chiều cao là 2m3 và chiều rộng là 2m rưỡi. Đấy, chiều cao 2m3 là chưa tính cái ô thoáng các bạn nhá. Đấy, ô thoáng này là nó tách biệt ra, rời ra phía trên. Còn lại nguyên cái bộ cửa này là chiều cao là 2m3 và chiều rộng là 2m rưỡi. Rồi mời các bạn cùng vào tham quan phía trong nhà. Cửa này thì là cửa hệ gỗ lim nạp phi, 4 cánh, rất là rộng. Đây, đây là phòng khách của ngôi nhà đây. Phòng khách này thì nối liền với khu vực của cầu thang luôn. Đó. Đây là đường đi xuống khu vực của phòng ăn. Và đây là phòng ngủ, đây là một phòng ngủ nữa. Ở dưới này thì gia chủ bố trí theo như thiết kế là có một phòng khách, một phòng ăn và hai phòng ngủ, cầu thang và vệ sinh. Phòng khách này thì tổng diện tích là 22m2, cũng rất là rộng và quân sinh. Đây. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ thì các bạn có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả để công ty Gen House chúng tôi được trân trọng phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn trên toàn quốc. Đây. Đầu tiên là khu vực của phòng ngủ đây. Phòng ngủ này là bên phần của mặt tiền. Đây. Đây là ô cầu thang. Ô cầu thang này thì chiều ngang là 2m. Và chúng ta sẽ đến với cái phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1 này bên phần mặt tiền. Phòng ngủ này là 12m2. Và đây cái cửa này là cửa đi sang ra phần sân đằng trước đây. Đấy. Thiết kế thêm cái cửa này thì sau này gia đình có công việc thì chúng ta có thể đi từ phòng khách sang cái cửa bên hông này để đi ra ngoài. Nó sẽ không bị bí. Đấy là như vậy. Và đây là khu vực của cầu thang. Ô cầu thang này thì 2m. Đấy, ô cầu thang này là 2m này. Và tiếp đến hết cầu thang là khu vực của phòng ngủ. Phòng ngủ này thì 15m2, tương đối là rộng. Đó, phòng ngủ này 15m2, rất là rộng luôn các bạn nhé. Có hai phòng ngủ đối diện nhau luôn. Và tiếp theo là khu vực của phòng ăn. Phòng ăn này là 20m2, cả khu vực phòng ăn và vệ sinh. Đó. Vệ sinh thì được thiết kế tách biệt. Vệ sinh được thiết kế tách biệt, một là bên vệ sinh, hai là bên phòng tắm, chứ không làm trùng với nhau. Đấy, được thiết kế tách biệt luôn. Phần bếp đây. Đấy. Và đây là cửa thoáng để lấy gió cho toàn ngôi nhà và lưu thông của khu vực của phòng nấu ăn. Đấy. Đây là khu vực của phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì tổng diện tích vào 3m2. Đó. Xin lỗi các bạn, là phòng tắm là 3m2. Đây là khu vực của phòng vệ sinh đây. Không gian thì được thiết kế rất là tối ưu luôn. Đó. Đây là khu vực của phòng khách đây. Đấy, mình đang đứng chỗ cầu thang đây. Đấy, tổng quan của phòng khách đây. Đây là khu vực của phòng ăn này. Đấy. Phòng ăn vệ sinh trong cùng luôn. Rồi mời các bạn cùng tiếp tục lên tham quan khu vực của tầng 2 cùng với mình. Đây là cầu thang đi lên đây. Cầu thang này thì được ốp cái đá này tương đối là cao cấp. Nó vào khoảng 900 đến 1 triệu một mét vuông. Đấy các bạn quan sát. Và cầu thang này được thiết kế theo kiểu là hiện đại, trụ inox và tay vịn là bằng gỗ. Đó, trên tầng 2. Tầng 2 đây. Tầng 2 thì tổng quan của khu vực phía bên tay phải thì có 2 phòng. Và đối diện cầu thang là cái sân chơi. Đấy. Bên tay phải này thì có 2 phòng và nhà vệ sinh nằm ở phía giữa này luôn. Đó. Đấy.
Đây là khu vực của cầu thang này. Đấy. Phía bên tay phải này một phòng ngủ này. Phòng ngủ này bên trên cái phòng ngủ tầng 1 này. Đấy. Bên trên phòng ngủ tầng 1. Đây. Phòng ngủ này bên trên phòng ngủ tầng 1. Nhưng mà gia chủ được chúng tôi thiết kế cắt tụt lại một chút để lấy không gian để làm cái nhà vệ sinh. Đấy, phòng vệ sinh ở giữa đây. Chúng ta có thể đi sinh hoạt từ hai phòng này đều đi sang được. Đấy, nó nằm ở vị trí giữa và đằng sau ngôi nhà, không phạm đến phong thủy. Và đây là khu vực của phòng thờ. Đấy. Một gian phòng thờ. Như các bạn quan sát thấy. Đấy. Và đây là khu vực của phòng vệ sinh. Và phòng ngủ này bên trên phòng ngủ số 2 của tầng 1. Đó. Và bên này là khu vực của cái sân phơi ở phía ngoài. Đây. Và đây là cái phòng ngủ ở phía bên tay trái cầu thang chiều đi lên. Và bên trên phòng ngủ của tầng 1 đây. Đó, các bạn quan sát. Đây. Phòng ngủ này là bên trên phòng ngủ số 1 của tầng 1. Cũng có hiên ở phía ngoài. Đây, hiên phía ngoài đây. Đây, cái sảnh hiên này tương đối là rộng. Được đổ đua ra rất là rộng. Để làm sân chơi. Và nó tạo cái không gian của khu vực của tầng 2. Đây. Có thể phơi phóng thoải mái ở khu vực này và phơi ở phía bên kia nữa. Phơi ở cái sảnh sân chơi ở phía bên kia. Đó, cái tầng phòng này là bên trên phòng ngủ của tầng phòng số 1 của tầng 1. Các bạn có nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ thì có thể liên hệ tới một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc là dưới phần mô tả. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn thiết kế được cái mẫu nhà đẹp và ưng ý. Hãy liên hệ với chúng tôi, công ty nội thất Kiên Thiết Thiên Long. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn.